Chào anh Huy Khánh, qua những ồn ào trong cuộc hôn nhân trước với chị Lương Hoàng Anh thì nhiều khán giả yêu mến Huy Khánh cũng thắc mắc rằng mối quan hệ của hai người hiện tại như thế nào ạ? Giờ này không ồn ào nữa chắc khán giả buồn lắm hả? Tại không có chuyện để coi đúng không? Không có chuyện để mà đào sâu, để bới móc, để tìm hiểu, để tranh luận, rồi để bán báo. Thật ra khi một gia đình cũ êm ấm trở lại thì Huy Khánh nghĩ rằng mọi người nên chúc mừng hoặc là nên quên đi. Chứ đừng bao giờ nhắc lại là tại sao nó lại được êm ấm như vậy. Thì khi mà cái người nhắc lại thì vô tình lại đụng chạm đến cái người mà họ đã muốn quên, hoặc chính bản thân họ cũng đã muốn quên. Thì khi mà tất nhiên cái gì mới xảy ra nó cũng nóng, nó cũng bốc đồng và nó cũng tức giận, nhưng mà thời gian nó sẽ chữa lành tất cả và nó sẽ giải quyết được tất cả mọi thứ. Thì cái thời gian cũng đã giúp cho Huy Khánh và người vợ cũ Huy Khánh đã không còn có những cái mối quan hệ bất hòa với nhau nữa, bởi vì vẫn còn có chung một người con trai. Cho nên nếu những điều đó tiếp diễn thì sau này con trai càng lớn mà những cái điều đó càng tiếp diễn thì sẽ không hay cho cả đôi bên. Thì Huy Khánh nghĩ rằng chính vì vậy mà cả hai đã nhận thức được điều đó và đã dung hòa được. Mặc dù không gặp nhau thường xuyên nhưng mà Huy Khánh vẫn gặp con trai, vẫn chăm sóc, vẫn lo lắng và vẫn có thể đi chơi cùng với con trai của mình cách thuận tiện nhất. Thực biết rằng là cái cuộc sống của chị Hoàng Anh bây giờ thì cũng rất là an yên, và chị sắp tới cũng ra mắt một cái cuốn sách tên là Nàng, một cái gì đó, một cái thành quả của người bạn đời cũ của mình đúng không? Được VTC phỏng vấn thì Khánh mới biết được cái điều này, chứ Huy Khánh cũng không biết, bởi vì cuộc sống của Huy Khánh có rất nhiều thứ để mình lo và mình phải làm việc, cho nên là Huy Khánh cũng không bận tâm tới những cái gì xung quanh khác và cũng không có cái thói quen là theo dõi hoặc tìm hiểu cái công việc của những cái người cũ để mình không phải bận tâm và không vô tình mình không có làm rắc rối gì cho họ. Ngày hôm nay Huy Khánh mới biết được thì Huy Khánh cũng chúc cho những cái dự án, những quyển sách đó được xuất bản thành công và nhiều người đón đọc. Vâng, để có được sự điềm tĩnh an yên như thế này thì Huy Khánh hẳn là phải cố gắng nỗ lực khá nhiều. Anh có thể chia sẻ về điều này không? Giống như hồi nãy Khánh nói thì không có sự nỗ lực nào hết, do chính bản thân mình, công việc của mình, con người của mình nó đã tạo ra cho mình được cái cuộc sống yên ổn như hiện tại. Mình không bon chen, không giành giật, không vụ lợi thì cái cuộc sống mình sẽ rất là bình yên. Mặc dù công việc của mình đôi lúc cũng gặp trắc trở hoặc là không thuận lợi, nhưng mà đối với hiện tại thì mình biết vượt qua nó một cách dễ dàng hơn vào cái thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ ai cũng sốc nổi, ai cũng bồng bột và ai cũng muốn hơn thua. Nhưng gần như là tới những cái giai đoạn nhất định thì con người ta tự động sẽ biết suy nghĩ những cái công việc đó như thế nào sẽ tốt hơn, và có những cái mối quan hệ tình bạn với những cái người mà lớn tuổi hơn mình, họ có kinh nghiệm hơn mình, thì họ sẽ giải thích và họ sẽ hướng cho mình một con đường tốt hơn, để sau này mình có nhìn lại con mình, có nhìn lại cháu mình, có xem lại thì họ hãnh diện vì mình, chứ họ không có phải sợ và lén lút theo dõi cái tiểu sử của mình. Anh chia sẻ một chút về cái dự định đó của anh phải không? Rõ ràng từ hôm nay mấy năm gần đây họ thấy Huy Khánh là một cái người chịu rất chịu khó cày sới và hầu như là không thấy cái thời gian mà anh ngừng, anh hết dự án này đến dự án kia và với những cái vai trò khác nhau. Lý do mà Huy Khánh cày sới nhiều á là vì cái nghề diễn viên là cái nghề tay phải. Huy Khánh không có nghề tay trái, cũng không có nghề tay phải nào nữa hết ngoài cái công việc này. Và đối với những người hỏi Huy Khánh có nghề khác không, có kinh doanh thêm không, thì Huy Khánh trả lời là không. Tất cả thời gian, tâm huyết Huy Khánh đều dành trọn cho nghệ thuật, không có thời gian để làm việc khác và cũng không biết là mình phải làm cái nghề gì khác với công việc này. Lâu thời gian càng nhiều thì mình thành ra thói quen, mình cứ cuốn theo công việc hết năm này đến năm khác. Thì cái năm thời gian gần đây thì Huy Khánh cũng đang cho mình tự giảm bớt lại, để thứ nhất là dành thời gian cho gia đình, thứ hai là mình phải học cao hơn nữa để trở thành một đạo diễn như ước mơ của mình mong muốn. Sinh năm 1981, với vẻ ngoài điển trai và sự phá cách trong lối diễn, nam diễn viên Huy Khánh ở thời điểm hiện tại vẫn là một trong số những gương mặt được lựa chọn cho nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh. Không còn ồn ào trên mặt báo với các scandal tình ái như trước, Huy Khánh ở thời điểm hiện tại đã và đang cố gắng hoàn thành vai trò của người chồng, người cha có trách nhiệm. Với người vợ thứ hai là diễn viên người mẫu xinh đẹp Mạc Anh Thư và cô con gái Cát Cát, dù cả hai vẫn chưa có một đám cưới thực sự sau 5 năm chung sống. Theo anh, hôn nhân mà không lễ cưới thì sẽ như thế nào ạ? Có lẽ là diễn viên Huy Khánh là người thấu hiểu rất rõ điều này. Bất cứ người con gái nào cũng muốn mình có một cái đám cưới với người mà mình gọi là chồng. Nhưng mà đối với cuộc sống gia đình Huy Khánh thì hiện tại thì nó đủ hạnh phúc như vậy là đủ. Tại vì con cũng đã lớn, tất cả công việc đều lo cho con, tất cả những
số tiền mình kiếm được cũng lo cho con ăn học, vì bây giờ các cũng đã gần vào lớp 1. Mà khi mà chuẩn bị vào lớp 1 thì bắt đầu vào cái giai đoạn đi học thì có nhiều thứ để lo hơn là mình phải lo một cái đám cưới. Nếu như đám cưới thì mình đã đám cưới trước đó rồi, trên danh nghĩa thì mình đã là vợ chồng, nhưng mà về mặt tiệc tùng thì mình chưa có thôi, cái đó nó không quan trọng. Được biết là diễn viên Huy Khánh thì cũng từng chia sẻ là đôi khi tôi quên lễ cưới với Mạc Anh Thư, quên như thế thì là hơi tệ đấy ạ. Đại là không phải là mình không làm được mà là vì cả hai không muốn làm. Tại vì để tổ chức một cái lễ cưới thì nó phức tạp lắm, nó nhiều thứ lắm và nó rườm rà. Thì đối với vợ chồng Huy Khánh thì cho rằng cái điều đó bây giờ hiện nay nó đang không thiết thực đối với cả hai. Nếu là tổ chức đám cưới mà để ăn tiệc cho vui thì cảm thấy lúc nào vui thoải mái thì mình làm thôi, mình không có phải áp đặt là vào thời điểm nào, giai đoạn nào, độ tuổi nào. Anh có bí quyết gì muốn chia sẻ không? Từ một chàng đông doanh của Việt Nam và bây giờ trở thành trai ngoan của showbiz hẳn không phải là một sự dễ dàng. Thật ra nói bí quyết thì chẳng có bí quyết gì đâu, do mình muốn cuộc sống mình nó êm đềm hay không thôi, và mình cũng phải chẳng phải đánh đổi gì nhiều hết. Thật ra thì Huy Khánh cũng đã ăn chơi nhiều, cũng đã có những khoảng thời gian thoải mái rất nhiều rồi. Và bây giờ mình đang có một gia đình yêu thương mình, có một cô con gái rất là đáng yêu, và mình phải sống sao cho gia đình mình hạnh phúc, gia đình mình nói vui mình. Thì từng những cái gì mà mình đã trải qua và cái gì mình đang diễn ra thì mình muốn tốt, thì mình phải tự sống tốt vào bản thân mình và làm tròn trách nhiệm của một người chủ của gia đình, thì tự khắc những cái hệ lụy sau đó nó sẽ tốt hơn. Nếu như mình lại tiếp tục ham chơi hay là lêu lỏng thì chắc chắn cho dù mình có muốn tốt đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ làm được nếu như mình không muốn. Và cuối cùng có lẽ là một lời chúc với những cái khán giả mà vẫn theo dõi hành trình của Huy Khánh từ xưa đến nay. Một lời chúc nhân dịp đầu năm mới của diễn viên Huy Khánh. Năm mới, năm 2017 thì Huy Khánh xin kính chúc cho toàn thể quý vị khán giả của VTC có một năm mới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Và năm nay năm con gà thì nếu như là đã năm con gà rồi thì mình phải chịu khó thức sớm hơn, đi cày sớm hơn và cày bừa nhiều hơn để có được nhiều hơn, bù lỗ lại cho những gì mình đã thất thoát của năm cũ. Và năm nay thì Huy Khánh hy vọng rằng sẽ là một năm tươi đẹp đối với tất cả chúng ta và đặc biệt là với điện ảnh Việt Nam. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay.